Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người một cái dự án đến cái từ sàn xt.com nhé. Đó là ăn chia 10.000 đô la cái đồng token, 10.000 đô la ở từ sàn xt.com. Và điều kiện để tham gia vào cái dự án này là mọi người cần phải có một cái tài khoản đăng ký và KYC cái sàn xt.com. Thì những ai mà chưa đăng ký tài khoản với sàn xt.com này thì mình có một cái video hướng dẫn mọi người cái cách đăng ký sàn cũng như là cái cách KYC ở dưới phần mô tả nhé. Thì mọi người bấm vào đường link đó để đăng ký cho mình một tài khoản sàn để tham gia các dự án airdrop của cái sàn xt.com này nhé. Rồi ok, sau khi mọi người đã có tài khoản của từ sàn xt.com thì mọi người sẽ bấm vào đường link sự kiện để tham gia vào sự kiện của nó. Rồi sự kiện này nó sẽ được diễn ra ở trên Twitter. Và nhiệm vụ đầu tiên là mọi người sẽ follow cái XTech Chain này cho mình. Mọi người bấm vào và bấm chọn theo dõi này. Rồi sau đó mọi người sẽ quay trở lại cho mình. Và ở đây thì mọi người tiếp tục join vào Discord này. Rồi mọi người sẽ chọn vẫy tay chào cho mình nhé. Sau đó thì mọi người kéo sang bên phải này để xem là có phải làm thêm cái gì không. Rồi ok, quay trở lại Twitter này. Nhiệm vụ tiếp theo thì mọi người sẽ join vào Telegram. Rồi, mọi người sẽ kích chọn vào join này. Rồi, bỏ bớt đi này. Chọn join này. Ok, sau đó quay trở lại. Rồi, tiếp tục thì mọi người sẽ phải retweet lại cái bài đăng này và test thẻ một người bạn nhé. Đấy, xem. Retweet một người phụ nữ ảnh hưởng đến tiền điện tử. Bây giờ thì nó đơn giản này thì nó chỉ là một người bạn của mình thôi. Và mọi người có thể là retweet 3 người bạn cho mình nhé. Ok, thì ở đó mọi người sẽ kéo lên này. Ở đây mọi người bấm chọn like cho mình. Rồi sau đó thì mọi người bấm vào đây và mọi người chọn trích dẫn. Rồi thì ở đây thì mọi người sẽ nhập một cái trích dẫn đơn giản thôi. Rồi sau đó thì mọi người sẽ test một người phụ nữ, mọi người nhập A còng này. Xem hình đại diện của ai thì nó là phụ nữ thì mọi người sẽ test vào. Rồi, Lily Nguyễn này. Tiếp theo mọi người test 3 người bạn cho mình đi. Cứ con gái mọi người test cho mình nhé. Rồi sau đó mọi người sẽ bấm tweet lại này. Ok, tiếp theo thì mọi người sẽ bấm vào cái form này để mọi người điền form nhé. Rồi mọi người sẽ mở cái form lên. Ok, mọi người sẽ kéo lên này. Ở đây thì mọi người sẽ điền cái tài khoản của sàn nhé, username tài khoản của sàn. Thì mọi người sẽ nhập là cái email mà mọi người đăng ký sàn nhé. Rồi tiếp tục mọi người sẽ nhập username của Twitter. Rồi sau đó thì mọi người sẽ nhập username của Telegram vào cho mình. Tiếp theo là nhập username của Discord. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ nhập cái đường link retweet nhé. Mọi người quay trở lại Twitter cho mình này. Rồi, mình về hẳn trang chủ cho mọi người dễ thấy. Mọi người kích chọn vào avatar này.
sau đó chọn mục hồ sơ. Tiếp theo mọi người bấm vào tweet và trả lời. Rồi thì ở đây là cái bài mọi người đã retweet nhé. Mọi người sẽ sao chép cái đường link retweet này cho mình. Và quay trở lại này, mọi người sẽ gửi cái đường link retweet vào đây và bấm chọn gửi này. Rồi, ok mọi người, như vậy là mình đã dẫn xong mọi người tham gia dự án. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.